Nga xin kính chào tất cả quý cô chú, các anh chị, các bạn và các em. Nga xin chào mừng quý vị đến với kênh Nga Võ, Illinois. Hôm nay là ngày 23 tháng 8 năm 2021. Nga kính xin gửi đến quý vị những cái thông tin là hướng dẫn cách liên lạc văn phòng đại diện tại địa phương nơi quý vị ở về sở thuế IOS và SSE an sinh xã hội khi mà quý vị có những cái câu hỏi liên quan đến cái uh, tiền hoàn thế của quý vị hoặc là bất cứ những cái câu hỏi liên quan đến về sự thế iOS và SSE. Điều cần làm trước 65 tuổi là gì? Nga kính mời quý vị theo dõi với Nga các phần chi tiết sau đây. Đây là cái trang của sở iOS, quý vị vào thẳng trong đó, cái trang chánh và quý vị thấy ở dưới đây người ta có nói rằng là liên, liên lạc văn phòng iOS nơi địa phương, nơi mà quý vị ở. Vì trong cái thành phố hoặc là tiểu bang nó có nhiều cái văn phòng đại diện của iOS và trong đó tùy theo mà quý vị lựa chọn là cách cái nơi quý vị ở bao xa là quý vị tìm. Từ cái trang đó quý vị kéo xuống và dưới đây người ta có nói nè, tìm cái văn phòng và quý vị tìm cái văn phòng mà nơi để mà hỗ trợ về cái việc mà khai thuế hoặc là bất cứ những cái câu hỏi nào mà quý vị là người khai thuế á và quý vị đưa vào năm cái số gọi là cái zip code là cái um, nơi cái địa chỉ nhà của quý vị ở sau khi quý vị nhấn vào là tìm cái văn phòng tiếp kê, kế tiếp là hiển thị cái này lên thì quý vị đưa vào cái số zip code của quý vị nha trong đây và bên đây thì có cái chọn lựa à, trong vòng là 10 miles từ là nơi quý vị ở quý vị có thể chọn lựa nếu như mà cái sau đó quý vị nhấn cái từ search này tìm kiếm này và nếu như mà trong vòng 10 miles không có có thì quý vị có thể là chọn nó xa hơn một chút nữa là quý vị cứ thế mà quý vị chọn hoặc là cái trang iOS nó tự động nó hiển thị lên cái văn phòng mà nơi gần nhất là nơi quý vị ở để mà quý vị tìm. Quý vị có thể là hẹn để mà tới văn phòng hoặc là quý vị gọi điện thoại. Ví dụ trong cái trường hợp này, Nga đưa vào cái năm số zip code của ở thành phố Nechigo, Illinois. Cách 10 mile là cách cái zip code này và nhấn search thì nó hiển thị ra đây là cái thông tin cái văn phòng, cái địa chỉ, nè thành phố và cái số điện thoại luôn. Quý vị có thể gọi cái số điện thoại này để mà liên lạc với cái văn phòng này có những cái câu hỏi nào để mà ta trợ giúp. Ngoài ra, cũng giống như là quý vị ở thành phố nào, ví dụ như California, Colorado, Maine, Maryland hoặc thắc sạch hoặc bất cứ cái tiểu bang nào hoặc là Virginia chẳng hạn quý vị đưa vào cái zip code nơi cái địa phương quý vị ở vào quý vị tìm ha trên cái trang iOS này bên góc phía bên, bên phải có cái phần nè tiếng Anh rồi xong rồi có cái dấu này là tiếng Việt quý vị chọn tiếng Việt nhưng mà có những cái thông tin là có bằng tiếng Việt những có cái thông tin là không có ví dụ như bây giờ là quý vị nhấn vào đây quý vị chọn tiếng Việt đi ha sau đó đó là nó sẽ hiển thị cái phần tiếng việt ở đây là quý vị có thể đọc là liên lạc với văn phòng iOS tại địa phương dưới đây người ta đã tìm văn phòng nhưng mà người ta mở ngoặc là tiếng anh sau khi mà quý vị nhấn vào đây thì có hiển thị là bằng tiếng anh để mà cho quý vị vào tiếp theo cũng tương tự đây nó hiển thị tiếng anh là số zip code rồi số là cách bao nhiêu mile từ cái số zip code này rồi sau đó nhấn tìm kiếm và sau đó có cái phần hiển thị bằng tiếng Việt là quý vị có thể vào trong đây để mà xem là để đến trung tâm trợ giúp người đóng thế tại địa phương quý quý vị cần là tìm văn phòng mà quý vị cần đến đặt lịch hạn bằng cách gọi cái số điện thoại mà đặt hạn của văn phòng đó nhận cái mã zip code 5 chữ số của quý vị là trung tâm trợ giúp người đóng thế À, trong đây người ta cũng có đưa ra rồi chuẩn bị cho cuộc hẹn ví dụ như là quý vị có cuộc hẹn với văn phòng thì quý vị là lên lịch trước cho cuộc hẹn của quý vị nè mang theo những cái thứ giống như là giấy tờ tùy thân hiện tại có ảnh do chính phủ cấp ví dụ như là có hộ chiếu của quý vị hoặc là cái bằng lái xe cái số nhận diện người đóng thuế như là cái số à, an sinh xã hội mang theo à, bất kỳ cái tài liệu nào mà quý vị cần cho cái cuộc hẹn của mình thì quý vị à, đem theo nếu như mà quý vị nộp đang nộp đơn xin gia hạn, ví như là về vấn đề khai thuế, thì có cái số nhận diện đóng thuế là ITIN nè. Quý vị nhấn vào đây để quý vị có thể là đọc thêm cái thông tin và có sẵn các cái tài liệu để mà dùng. Và nếu như mà quý vị hẹn ký đến văn phòng thì cần đeo khẩu trang nè. Nếu như mà chưa được tiêm chủng đầy đủ, giữ khoảng cách 6 feet với những người khác. Đây là những cái thông tin bằng tiếng Việt quý vị có thể là vào đây để mà đọc. Nga cũng kính mời quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký, ủng hộ kênh, nhấn like, nhấn share. Nga xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều. Trên cái màn hình, đây là cái đường dẫn của iOS. Nga phóng lớn lên để mà quý vị vào, quý vị à, à xem. Ngoài ra, quý vị có những cái câu hỏi thì người ta có cái số điện thoại là 800 829 1040. Đây là cho cái văn phòng của cái sở thuế iOS nói chung toàn bộ là 50 tiểu bang quý vị có thể gọi vào đây và người ta mở cửa từ 7 giờ sáng cho tới 7 giờ chiều là cái giờ địa phương của quý vị ngoài ra có những cái thông tin những cái số điện thoại này liên lạc quý vị cần thì quý vị gọi những cái số dưới đây thông tin tiếp theo đó là SSE là sở an sinh xã hội đây là cái đường dẫn quý vị có thể vào đây để quý vị có thể thêm rất rất là nhiều cái thông tin trong này tiếp theo sau khi quý vị nhấn vào cái đường dẫn đó trên cái phần này nó nói là language sheet nhưng là ngôn ngữ nếu như mà quý vị tìm cái văn phòng quý vị có thể là sử dụng qua cái dịch vụ online nếu như mà quý vị muốn nếu như mà quý vị không có muốn đến cái văn phòng thì quý vị nhấn vào đây để quý vị xem nếu như mà quý vị không có muốn là đến văn phòng và quý vị uh, muốn là tạo một cái tài khoản để SS uh, trên cái trang của SSA để sau này là quý vị bất cứ khi nào quý vị cần cái thông tin gì, quý vị là sử dụng cái uh, tài khoản với I, SSA đó thì quý vị có thể là sign up, quý vị là vào đây còn nếu như mà quý vị đã có cái um, tài khoản rồi thì quý vị cũng nhấn vào đây để mà sign in. Rất là tiện lợi luôn và quý vị sai sign, um, sign up một lần tạo cái tài khoản một lần nhưng mà mãi mãi về sau quý vị sử dụng được nhưng mà quý vị nhớ là cái um, cái mật mã của mình và trên đây cũng có những cái thông tin từ thứ hai mở cửa từ thứ hai tới thứ sáu 5 giờ sáng tới 1 giờ sáng giờ Eastern time với như là giờ New York rồi quý vị. Và tất nhiên là các online service đó ha, cái phần trực tuyến á thứ bảy cũng là 5 giờ sáng tới 11 giờ tối chủ nhật là 8 giờ sáng tới 11 giờ 30 tối là cái cái dịch vụ online đó người ta mở để mà quý vị có thể vào là kiểm tra được hết luôn á. Còn nếu như mà quý vị không muốn sử dụng cái online mà quý vị muốn tới cái văn phòng, muốn tìm tới cái văn phòng gần nơi quý vị ở thì quý vị nhấn vào đây để mà quý vị đưa vào cái zip code chứ cái là năm cái số, năm cái mã số mà nơi cái địa chỉ của quý vị ở tiếp theo là quý vị đưa vào năm cái mã số là cái zip code của quý vị vào vào đây và quý vị nhấn vào chữ locate để mà tìm kiếm cái nơi cái văn phòng gần quý vị ở và ngay cái số zip code này thì quý vị ở nơi nào cái địa chỉ quý vị là cái năm cái mã số đó là cái số nào thì quý vị cứ việc vào đây ví dụ như nga lấy lấy cái lần này nga lấy cái số là 92685 thì nga nhắn sau đó nga nhắn vào đây thì dưới đây là cái thông tin cái địa chỉ văn số điện thoại của văn phòng số fax và cũng bao gồm cái số điện thoại mà dùng cho những người mà bị khiếm thính cũng có luôn trong đây là ví dụ như là nga lái cái số giúp code này là bên california để hiển thị lên là ở thành phố garden row ở california và cái số zip code hiển thị trên cái địa chỉ này là 92841 thay vì 92685 tại vì á, là cái trang này đó, nó tìm nó tìm cái địa chỉ mà gần nhất dạ, gần nhất chứ không phải là chính xác luôn nha các bạn gần nhất nơi quý vị ở và có số điện thoại là 8776693115 3115 dưới đây và có cái số fax luôn đó là cái thông tin và tương tự những quý vị ở những cái tiểu bang khác ví dụ như Illinois là cái thường thường Illinois thì có những cái zip code là bắt đầu là số 6 thì quý vị đưa vào là 6 gì đó thì quý vị đưa vào đây và quý vị tìm. Đó là cái cách mà quý vị rất là đơn giản để quý vị sử dụng cái trang SSE. Và nếu như mà quý vị không thể sử dụng cái dịch vụ trên trực tuyến thì quý vị có thể là gọi văn phòng để mà cần sự giúp đỡ và nếu như mà cái dịch vụ á tới văn phòng để mà à, hỏi những cái câu hỏi quý vị cần thiết thì nhưng mà nó bị là giới hạn thì nhân viên là người ta cũng có thể là hỗ trợ giúp đỡ qua quý vị qua điện thoại trên đây người ta có nói và quý vị một lần nữa người ta cũng có thể là quý vị tìm kiếm cái số điện thoại nè à, của cái văn phòng quý vị nơi quý vị ở là người ta cũng có đưa cái dẫn đường dẫn vào đây còn nếu như mà quý vị không thể tới cái văn phòng ở địa phương nơi quý vị ở thì quý vị có thể là gọi cái số điện thoại này áp dụng cho bất cứ nơi nào quý vị ở Mỹ. Đó là 1-800-772-1213 một lần nữa. 1-800-772-1213 Và người ta cũng có nói rằng người ta sẽ có cái dịch vụ quý vị qua gọi qua cái điện thoại để quý vị người ta mở cửa nè. Người ta có sẵn là từ 8 giờ sáng cho tới 7 giờ tối thứ hai tới thứ sáu Nếu như mà quý vị nào bị khiếm thính thì có cái sử dụng sử dụng à, có cái số điện thoại này là 1800 325 0778 một lần nữa 1800 325 0778 một cái điều quan trọng đó là những quý cô chú gần tới à, tuổi về hưu, tất nhiên là gần tới là tuổi 65. Đây là cái thông tin chính thức trên cái trang SSE là Sở An sinh Xã hội. Trước khi mà quý vị có những nộp đơn để mà quý vị được hưởng cái tiền hưu, tiền già của quý vị á, là trong vòng là 3 tháng trước khi mà quý vị thành là 65 tuổi trở lên và quý vị chưa sẵn sàng để mà bắt đầu nhận các cái quyền lợi về an sinh xã hội hàng tháng. Nhưng mà điều quan trọng là quý vị có thể sử dụng cái đơn là xin hưu trí trực tuyến để mà đăng ký cái Medicare, tất nhiên là cái về y tế đó về à, để mà quý vị nộp và để mà khi mà đi bệnh viện đi bác sĩ đó thì quý vị có những cái cái medica mà người ta để mà người ta trả cho quý vị á và quý vị là vào trong đó để mà quý vị nộp là chỉ cần là mất có 10 phút thôi và và quý vị có thể là vào trong đó để mà quý vị nộp sẵn là khi mà tới tuổi 65 thì quý vị có sẵn sàng để mà quý vị có thể sử dụng không mất cái thời thời gian phải chờ đợi lâu hơn. Nga xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi cái video. Nga cũng kính mời quý vị ủng hộ kênh bằng cách là đăng ký. Quý vị có thể theo dõi những cái video kế tiếp của Nga. Nhấn like, nhấn share để ủng hộ kênh. Nga xin chân thành cảm ơn quý vị và Nga kính chúc quý vị và gia đình nhiều sức khỏe và nhiều ăn vui. Nga xin hẹn quý vị trong những cái video tiếp theo.